quyển hạ so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự bố thí khó nhẹ khó nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ấy tại làm sao thế? Quý sinh Đức Thế Tôn dạy cho. Bấy giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đao Lợi mà giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của sự bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin thưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát tế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ bệnh tật câm ngọng, nhận đến kẻ tật quyền câm ngọng, kẻ biết ngay mù quáng, gặp những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, vị quốc vương đó vân vân muốn bố thí, nếu có thể đủ lòng từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ, tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa, dịu dàng, an ủi các vị quốc vương đại thần đó vân vân, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa, 100 ức hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vị quốc vương đó vân vân phát tâm đại từ bi với những kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia. Chính bởi vậy nên được quả báo như thế. Trong 100.000 đời thường đầy đủ những đồ pháp bảo, thứ gì là những thứ để thọ dụng như y phục, đồ uống ăn, vân vân. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát hay Bích Chi Phật, lại có thể sửa sang cúng dường bố thí, vì quốc vương đó trong 3 kiếp sẽ đặng làm vị trời đế thích hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị quốc vương đó trong 10 kiếp thường làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân
gặp chùa tháp của Đức Phật thuở trước hoặc kinh điển bị thay hình tượng, bị hư sụp rách rã. Có thể phát tâm tu bổ lại vị quốc vương đó, hoặc tự mình phát tâm làm, hoặc khuyến khóa người khác, cho đến khuyến khóa trăm nghìn người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vị quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vui chuyển vui, còn những vị cùng chung làm vị bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể đem công đức cúng dường bố thí đó hồi hướng về đạo vô thượng chánh giác tặng như vậy. Thời tất cả mọi người đều sẽ đặng thành Phật cả, bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quốc vương thay hài Bà La Môn gặp những người già yếu hay kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong bảy tùy một niệm sanh lòng từ lớn, đem thuốc men, cơm nước, tường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được an vui, thời phước lợi ấy không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời Tịnh Tư, trong 200 kiếp thường làm vua sáu tầng trời cõi dục, không bao giờ còn bị đọa vào ác đạo. Cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng cổ đốt ráo, đều sẽ thành Phật đạo. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị quốc vương và hàng Bà La Môn, như có thể làm được những việc như thế, công đức như thế, lại có thể đem công đức đó hồi hướng đạo Bồ Đề, rồi không luận là nhiều hay ít, rốt ráo đều sẽ thành Phật cả. Muốn gì là những quả trời Phạm Vương, trời Đế Thích, vua chuyển quân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh phải học theo như thế. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở trong Phật Pháp mà gieo trồng chút thức căn lành tiền bằng mãi lâu, sợi tóc, hột cát, bụi nhỏ, thời phước lợi của người đó không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành, thường ở cõi trời, cõi người, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Như có thể đem công đức đó hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa
hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh rồi phát âm. Ân cần trân trọng cung kính ngợi khen, thời người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem công đức hồi hướng cho khắp các giới, khắp chúng sinh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa và chùa hát thời có thể bố thí cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng, hoặc chắp tay cung kính. Nếu là kinh thác cũ hoặc hư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc tự mình phát tâm làm, hoặc khuyến hóa người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm ấy trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ. Trong 30 đời thời làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn vị chính ấy trong 30 đời thường làm vua chuyển nguyên, lại dùng pháp lành giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào đã gieo trồng chút ít căn lành trong Phật pháp, và đã gieo trồng căn lành trong Phật pháp, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, hoặc chừng bằng một sợi lông, một sợi tóc, một mảnh lông, một cát, một giọt nước, không thời không lượng nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh. Thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường được thọ sanh. Thường được hưởng sự vui vi diệu, còn như chỉ hồi hướng cho thân quý trong nhà hoặc tự mình được hưởng lợi ích thôi, thời sẽ được hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần tội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó, địa thần hộ pháp phẩm thứ 11, lúc đó vị Thiên Lao địa thần bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con đã chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ rộng lớn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Nhưng ngài Địa Tạng Bồ Tát đây, so với các vị Bồ Tát, chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Di Lặc. Cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn bạc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa
tất cả chúng sanh trong sáu đường trải đến kiếp số nhiều như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và vị lai sao, nơi chỗ cư trụ ở phía nam trong cuộc đất của mình ở. Nếu có thể dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái khám cái thất, trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, cho đến cúng dường chim lễ ngợi khen, thời người đó sẽ đặng 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết tự sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn được sự lợi ích, năm là cầu chi cũng toại ý cả, sáu là không có tai họa về nước về lửa, bảy là trừ sạch việc cư hao, tám là dứt hẳn các ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, 10 là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau và hiện tại nay, thời ở nơi chỗ của mình cư trụ mà có thể làm ra những sự cúng dường Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời sẽ được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch Hình Đức Phật rằng, trong đời sau này như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Thời con thường dùng thần lực của con hộ vệ người đó cho đến các sự tai họa như nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ vân vân hãy đều trừ sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao, vị Kiên Lao Địa Thần rằng, thần lực rộng lớn của ông các thần khác cũng tay bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lao, gạo thóc của báo, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông. Nay ông lại tuyên nói những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi oai lực của ông lại thêm trăm nghìn lần tội hơn. Lại này Địa Thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, như có thể chỉ làm theo một việc trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông ủng hộ người đó, chớ để các sự
không vừa ý. Đến nghe nơi tai, cứ nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của Chư Thiên hộ vệ người đó. Tại sao lại đặng các bậc thiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổ nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui, nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Phẩm thứ 12. Phật dạy sự lợi ích. Phẩm thứ 12. Thấy nghe được lợi ích. Phẩm thứ 12. Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Bấy giờ từ đảnh môn của Đức Phật phóng ra cả trăm nghìn tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng may lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển lớn, từ trên đảnh môn phóng ra những tia sáng lớn như thế, lại nói ra các thứ tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời lòng người cùng phi nhân, lắng nghe, hôm nay ta ở tại cung trời đao lợi này mà khen ngợi những sự lợi ích cho hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lưu sụt nơi đạo vô thượng chánh giác. Lên đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Hai Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa nhất tiếng, thời trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Ngài
này thương xót chúng sanh nên phân thiện phân hình ở ở cùng khắp thế giới. Sức những sự công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Con đã nghe từ nơi Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật khác miệng đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các Đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại cùng thuở vị lai nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Hôm nay lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng sẽ tuyên nói những sự lợi ích của Ngài. Địa Tạng Bồ Tát kính mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Ngài. Địa Tạng Bồ Tát làm cho tám bộ chúng trời, rồng, vân vân, chiêm ngưỡng lễ lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lợi lớn. Ba Đức Phật tán thán và hứa cả. Lúc đó Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng ông có nhân duyên lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà, những hàng trời nồng hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mới tưởng đến ông. Thời những chúng sanh ấy ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác quyết chẳng còn hối chuyển, thường sanh ở cõi trời cõi người hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn muốn độ thoát tất cả chúng sanh mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Bốn thấy nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng trong các thế giới ở hiện tại nay và vị lai sau, như có các chúng sanh hưởng phước trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ bị đọa lạc vào chốn ác đạo, những vị trời đó hoặc nam hoặc nữ khi tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, hồi các vị trời đó càng thêm lớn phước trời, hưởng sự vui sướng tốt lạ, không còn bị đọa vào ác đạo nữa. Nếu những chúng sanh ấy nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát rồi đem hương hoa, vật báo, chuỗi ngọc cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thời người ấy đặng vô lượng vô biên phước lợi. Năm người bệnh được lợi. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, như các thế giới về của hiện đại nay và vị lai xa, các hàng chúng sanh trong sáu đường, như có kẻ lúc sắp mạng chung mà lặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai, thời những kẻ mạng chung đó
không còn bị đọa vào chốn ác đạo. Như người lúc sắp mạng chung đó, cha mẹ cùng hàng thân quý đem của cải, nhà cửa, vật báo vân vân, vì người sắp mạng chung đó mà bố thí cúng dường để tu bổ họa vẽ, để tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bệnh trước khi chết đó hoặc mắt thấy tai nghe, hàng thân quý đem nhà cửa vật báo vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải bị bệnh nặng, thời nhờ công đức đó liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp lực số mạng đã hết, lại có đầy đủ các tội chướng, nghiệp chướng, phải đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức ấy nên người sắp mạng chung đó liền được sanh về, nên sau khi mạng chung liền được sanh về cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Bảy tiên vong được phước. Tại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn uống món, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống, mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em, chị em, khi người đó khôn lớn nhớ tưởng những cha mẹ cùng hàng quý thuộc, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhẫn đến nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng hối thất tâm ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng, cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, thời quyến thuộc đã sớm phúc của người đó, nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, đáng ra phải chịu đến số kiếp. Nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con cái, của anh em, chị em, nên liền nặng giải thoát, được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc của người đó có phước lành đã được sanh lên cõi trời rồi, họ đã được sanh lên cõi trời, hưởng quả vui thù thắng vi diệu rồi, thời càng thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Lại như người đó có thể trong 21 ngày chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu đủ một muôn biến, sẽ được Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên, mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến kia đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát dùng sức thần thông lớn đưa người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến, từ cho đến 1.000 ngày, thời người đó
sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời món ăn đồ mặc dư dật, nhà cửa an ổn, cho đến các sự tai vạ không hề vào đến cửa. Huống nữa là đến nơi thân rốt ráo rồi, người đó sẽ đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh họ ký cho. Bảy nguyện nguyện lớn sớm thành lại về nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào có lòng từ bi muốn phát nguyện lớn, muốn độ tất cả chúng sanh, muốn chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Thời những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa y phục của báo cùng chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam người thiện nữ đó mau được thành tựu. Lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn điều nguyện, trăm nghìn sự về hiện tại và vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thải đều toại ý cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vận đức từ bi lớn ủng hộ mãi cho. Thời người đó trong giấc chiêm bao liền đặng ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký được tán được trí huệ. Lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thượng thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng từ lớn, muốn đọc tụng kinh điển đại thừa, phát tâm bất tư nghị, dầu gặp đặng bậc minh sư chỉ cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa được trừ sạch, nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đọc tụng. Như hạng người này nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa y phục đồ uống ăn tất cả đồ ngoạ cụ cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng một Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó chắp tay cung kính tỉnh để uống say mặt về phía nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, phải cử ngũ tâm rượu thịt tà dâm vọng ngữ và các vị giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam, người thiện nữ đó trong giấc chiêm bao sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện thân rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh
Nghe đến những kinh điển đại thừa liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ còn quên mất một bài kệ, một câu kinh. Chính tai nạn tiêu trừ lại gầy nữa, này Quán Âm Bồ Tát. Về trong đời sau, như có những người màu, người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không toại ý, hoặc ăn nhiều tật bệnh, nhà cửa không yên ổn, hoặc nhiều sự hung si, hoặc quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến quấy nhiễu nơi thân luôn. Trong giấc chiêm bao thường phải kinh hãi. Những người đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời lên chí tâm niệm đủ một muôn biến, thời những sự không phải ý trên đó thải đều tiêu sạch lần lần, nhạc đều đặn an vui, cho đến trong giấc mộng thải đều an ổn vui vẻ. Mười khỏi hiểm nguy. Lại về nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, như có người thiện nam thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gốc, mà có thể, mà phải vào trong núi rừng, hoặc là qua sông vượt biển, hay gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi có nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Thời đi qua nơi nào, chốn nào cũng đều có quỷ thần theo hộ vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi đều đặn an vui, cho đến dầu gặp loài hùng sói sư tử, nhưng tất cả thứ độc hại thải đều không phạm đến người đó được. Lúc đó Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình, nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát đặng phước lợi, thời trong trăm nghìn kiếp cũng không nói hết được. Này Địa Tạng, này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực của ông mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong cõi Ta Bà mãi đến trăm nghìn kiếp đều được hưởng sự an vui. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, trời người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ ra vào đường dữ. Chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ, việc chẳng đành, hâm mốt ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ đành quý thuộc ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng. Thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao Bồ Đề, vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên
quy y đấng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọa cụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bài trước tượng, cắt một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cử ngũ tâm, rượu thịt tà dâm cùng dối lúa, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhẫn đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xà. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc quy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch đều án sướng, Quán Âm lắng nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp phục chẳng rồi, rồng tuyên đại sĩ đầy sức nọ, bao nhiêu như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắn tuyên bài, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13. Một, Đức Phật giao phó. Bấy giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng, xoa đảnh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các Đức Phật trong mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trong trăm nghìn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, ông nên nhớ, hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, tất cả các Đức Phật, các vị Bồ Tát, cái hàng trời rồng tám bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông.
ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào đường ác, chừng dầu chừng bằng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng nó bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quay theo thói ác, thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trong nghìn ức, để thuận theo căn tánh của chúng nó, làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ở nơi cung trời Đa Lợi, ân cần đem các hàng chúng sanh ra phó cho ông. Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào trồng chút ít căn lành trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông mải trần, một cát giọt nước, thời ông nên dùng thần lực của ông hộ vệ người đó, làm cho người đó làm cho người đó lần lần tu hành nơi đạo vô thượng, chớ để họ thối thất. Lại ngày nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào bị họ báo phải đọa vào đường ác, đến khi bị đọa vào ác đạo, đến cửa ngục, nếu có thể niệm đặng danh hiệu của một đức Phật danh hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa, thời ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt người đó, chúng sanh đó. Ông nên hiện ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho chúng sanh đó sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng sự an vui vi diệu thù thắng. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời nay, đời sau, chúng thiên nhân, nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Ai Bồ Tát cung chỉ. Bây giờ Ngài Địa Tạng là Bồ Tát quỳ đồ gối đắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào chỉ trồng chút ít căn lành trong Phật Pháp, thời con dùng thần lực của con độ thoát người đó, làm cho đặng giải thoát trong đường sanh tử. Muốn là nghe việc lành rồi lại luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng chánh xác trọn, không còn thối chuyển. Ba hư không tạng bạch hỏi. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, ở trong tế hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Thế Tôn tuyên bài khen ngợi oai thần thế lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam cùng thiện nữ, cho đến tất cả hàng trời rồng, nghe kinh này và nghe danh tự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng với diêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Úi, mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh hiện tại và vị lai mà nói những sự ấy cho. 428 điều lợi.
Đức Phật bảo nè, hư không tạng Bồ Tát rằng: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, như có người thiện nam, người thiện nữ nào thấy hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, ra đến dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, Phật báo mà cúng dường, chiêm lễ, ngợi khen. Hời, kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau: 1. Các hàng trời đồng thường ngộ niệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thường của thánh. 4. Mãi không còn hối thức đạo Bồ Đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Sáu cầu chi cũng sáu nhà cửa đều đặn an ổn. 7. Khỏi những tai nạn về bạc sáu, trừ sạch việc hư hao. 7. Khỏi những tai nạn về nước và lửa. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau con gái sẽ chuyển thành con trai. 12. Đời sau sẽ sanh làm thân gái, sẽ sanh làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng, thấy biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng đều được toại ý. 18. Quý phục an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết thời được thoát khổ, khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh ngợi khen. 26. À, 27. 28. Rốt ráo thành Phật. 57. Điều lợi lại vậy nữa này thư, này thư không tạng Bồ Tát. Trong trong đời hiện tại và vị lai, các hàng trời đồng quỷ thần nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổ nguyện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi ngợi khen chim lễ thời sẽ đặng 7 điều lợi ích. 1. Mang chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đứng ủng hộ. 4. Không hối thất Bồ Đề. 5. Nghiệp lực tăng trưởng. Nhớ biết việc đời trước. 7. Rốt ráo thành Phật. 6. Đại hội tán thán. Bấy giờ, ức khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát
tán bộ chúng. Trời đồng quỷ thần đến giữa pháp hội. Nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bài sức oai thần, chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đều khen là sự chưa từng có. Lúc đó trời đao lợi lưới vô lượng hương hoa, thiên y, chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi, tất cả đại chúng đều lại chiêm lễ Đức Phật làm lễ mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển hạ hết, bổn thệ Địa Tạng, so nhân trong kinh tàn tập căn ngộng do tiền sanh đời nay tụng đại thừa, quyết sang báo vãng sanh. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đao lợi Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất lòng sâu, thánh giáo mãi truyền sao chẳng ngớt, khắp lợi trời người khỏi khổ sầu. Trời Atula Dạ Xoa Thải đến nghe pháp đó nên chí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường nổi người đời sanh thực từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh. Bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương xoa vóc sáng, thường dình định phục để sức thân. Hoa màu bùn bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tồi Tà Phụ Chánh Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô Ha.